Vẽ giọt nước vô cùng đơn giản bằng bút chì luôn. Vẽ cùng tôi nhé. Cứ vẽ theo tôi ha, dễ lắm luôn á. Đầu tiên, dùng bút chì tô đen một vùng như thế này, rồi sau đó dùng bông gòn hoặc cục mút tẩy trang như tôi xoa cho nó mịn là được. Tiếp tục dùng tẩy để tẩy đi thành hình dạng của giọt nước, dễ nhất sẽ là hình tròn. Sau đó, tô một bên hình tròn, chuyển sắc độ từ đậm đến nhạt như thế này, rồi lại xoa mịn nó. Tẩy bên còn lại một chút để cho nó trắng hơn nhé. Vẽ thêm phần bông đen ở bên dưới để giọt nước trông như nổi lên mặt tờ giấy vậy á. Cuối cùng, dùng cây bút trắng này nè, chấm hai điểm sáng để giọt nước trông thật hơn. Đấy, các bạn nhìn xem, vô cùng đơn giản phải không nào? Bạn có thể sáng tạo nhiều hình dạng khác nhau, hoặc thậm chí là hình trái tim cũng được nữa. Vẽ cùng mình nhé, chúc bạn thành công!